Thưa quý vị và các bạn, môn học robotics đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam thì môn học này mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây. Robotics đã được đưa vào giảng dạy ở một số trường tiểu học và trung học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như một môn học ngoại khóa và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Khác với những môn học khác, với môn học robotics, học sinh sẽ được học và thiết kế, lắp ráp và lập trình điều khiển robot, từ đó tăng cường khả năng tư duy và sáng tạo khoa học. Một giờ học lắp ráp lập trình robotics của các em học sinh lứa tuổi tiểu học rất chăm chú và say mê. Đầu tiên, các em sẽ lắp ráp robot theo yêu cầu của giáo viên. Nếu như các môn học khác, các em có thể tự học độc lập, thì với robotics, các em sẽ phải làm việc theo nhóm. Ở lớp học này, mỗi nhóm sẽ có 3 bạn cùng tham gia lắp ráp, điều khiển robot. Mỗi chi tiết lắp sai cũng khiến robot không hoạt động được. Do đó, các em sẽ phải thực sự tập trung và cẩn trọng trong từng động tác. Sau khi robot đã được lắp xong, các em sẽ phải lập trình trên máy tính để robot hoạt động theo ý mình. Hiện tại con đang lắp ráp cái con robot Lego Mindstorm NXT 2.1 ạ. Trong cái đề thi năm nay thì cái tính năng robot nó có thể nâng cái tháp thông tin, lấy các hạt mầm rồi lấy mẫu đất rồi cho nhà mẫu đất và nhà máy ạ. Con có cái app quan sát là rất là tốt rồi, khi lắp ráp như thế thì mình muốn con tư duy nó có logic hơn. Mà con trai thì cái khả năng tập trung của con khi con học những cái môn này nó cũng rất là có lợi. Nên là khi mà con tham gia một cái nhóm như thế này là con phải biết là điều phối công việc, cùng tham gia làm việc với các bạn. Con phải biết phân phối công việc và biết được cái trách nhiệm của bản thân mình. Đấy là cái mình thấy là có lợi nhất trong cái khóa học. Nhờ làm việc nhóm, các em sẽ học được khả năng phối hợp, thảo luận với các bạn khác để có được những giải pháp tối ưu nhất cho sản phẩm robot của mình. Bên cạnh đó, robotics là một môn học mà các em có thể tích hợp được nhiều kiến thức của nhiều môn học khác như toán học, tin học, lập trình. Lập trình ở lứa tuổi tiểu học cũng có những cú pháp đơn giản, phù hợp với khả năng của các em. Khi nhắc đến lập trình thì người ta thường nghĩ rằng là phải trình độ cao hơn mới tiếp xúc được với lập trình. Ở nền giáo dục của Việt Nam thì học sinh lớp 8 sẽ bắt đầu tiếp xúc với lập trình, thậm chí là lên tận cấp 3 thì mới bắt đầu tiếp xúc đến ngôn ngữ lập trình đầu tiên, đó chính là ngôn ngữ Pascal. Nhưng mà đối với trẻ em thì hoàn toàn có thể tiếp xúc đến với lập trình. Trong cái môn học này thì người ta không tập trung vào cái ngôn ngữ lập trình nào cả, mà người ta tập trung vào cái tư duy lập trình, cái tư duy giải quyết vấn đề. Nó có các cú pháp cơ bản trong cái ngôn ngữ lập trình và trẻ em có thể tiếp xúc ngay từ cái lứa tuổi này. Nếu các môn học khác thường nặng về lý thuyết, thì với robotics, học sinh lại được thực hành nhiều hơn. Thông qua việc giải quyết các bài toán trong thực tế, các em sẽ tiếp nhận và áp dụng một cách hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ cùng với các kỹ năng mềm. Hơn nữa, ở lứa tuổi tiểu học, các em thường dễ bị phân tán bởi những yếu tố ngoại cảnh. Môn học robotics cũng giúp các em, nhất là các học sinh nam, rèn luyện khả năng tập trung cao độ vào bài học, cũng như tính kiên trì trong mỗi giờ học.